Đây là địa điểm sẽ bắn pháo hoa vào Tết năm nay. Ở Di An, mọi người biết ở đây là đâu không? Gần Bixi Di An. Đó, hôm nay là ngày 20 tháng 1 Tây rồi. Và mặt bằng đã được dọn dẹp sẵn hết cỏ rồi nha. Đó các bạn, mọi người thấy chưa? Ở dưới này là đã bắt đầu giăng dây sẵn rồi để xác định vị trí đặt pháo hoa. À không, pháo bông. Hôm nay đang ra rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Ra đây ngắm xe. Rồi ai ở Di An thì có thể vào đây để xem nha, để biết được chỗ mà bắn pháo bông vào 30 Tết. Khu này là ngay khu Bixi, đi cuối cái đường từ quốc lộ 1K đi vô đến cuối đường thì các bạn sẽ thấy một cái bùng binh đó, và nó sẽ bắn pháo hoa sẽ để ngay tại cái bùng binh ở cuối đường. Rồi bây giờ tôi sẽ qua cho các bạn xem gần hơn nha. Xe nhiều quá. Mặt bằng khá là rộng nha. Đó các bạn thấy, nhìn ở cái phía xa xa bên kia kìa, đó gần phía bên kia có thấy một cái sợi dây màu vàng vàng á, nó đã căng sẵn rồi, vị trí để pháo hoa. Rồi mọi người theo dõi nha, 30 Tết tôi sẽ cập nhật cái video bắn pháo hoa cho các bạn xem.